Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trịnh Gia. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách mà mình đã tìm hiểu được, sưu tầm được ở trên mạng. Đó là cách reset kiếm tiền. Có nghĩa là những anh em nào đang dùng YouTube mà bị tắt chế độ kiếm tiền, muốn bật lại. Hoặc là những người mà đã đủ điều kiện kiếm tiền nhưng mà gửi đơn YouTube chưa xét duyệt, thì hôm nay các bạn có thể làm theo cái clip của mình. Đấy. Hy vọng là được các bạn, bởi vì mình mới tìm hiểu thôi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì mình sử dụng cái kênh của thằng bạn mình, đấy, Mạnh Fan Vlog nha anh em. Thì các bạn có thể thấy cái mục kiếm tiền của nó, của thằng bạn mình, cái kênh này ấy, của cái kênh này là tiêu chuẩn thì quá là ok rồi. 70.000 gần 80.000 giờ xem này, gần 71.000 giờ xem. Số người đăng ký là 8.300 nhưng mà gửi đơn xét duyệt rồi nhưng mà nó lại chưa bật lại, có nghĩa là bị tắt rồi nhưng mà chưa bật lại nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ dùng nó để mình thực hành luôn. Trước tiên là các bạn sẽ vào một cái đường link, mà cái link này là mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha anh em. Đấy, cái đường link này, bạn nào chưa có tài khoản thì bấm vào link đó và đăng ký tại đó luôn, đăng ký tài khoản tại đó luôn. Mình đăng ký rồi nên mình không làm lại nữa. Sau khi mình đăng ký được thì nó hiện ra cái trình duyệt, nó sẽ hiện ra như thế này. À, lưu ý luôn là các bạn cứ sử dụng cái trình duyệt đó là Chrome nha anh em. Trình duyệt Chrome thì khá là ok, bởi vì mình chỉ sử dụng những cái trình duyệt khác thì nó hiện tại rất là khó, phức tạp. Ok, mình sẽ sử dụng cái Chrome này. Và sau khi đăng nhập thành công thì các bạn vào mục Tool. Đấy, Tool, các bạn có thể thấy con chuột của mình ở đây, ở trên góc này các bạn để con chuột của mình nhá. Đây, mục đây, mục Tool này mình phóng to ra anh em thấy. Đây, Tool này nha anh em. Mình bấm vào cái Tool này. Đó, nó sẽ hiện lên một cái gọi là cái bảng này, có ở đây có dòng chữ reset review mountain YouTube, có nghĩa là xem lại cái chế độ kiếm tiền của YouTube. Đây anh em có thể thấy, xem lại cái chế độ kiếm tiền của YouTube đây. Đây, mình chuyển cái avatar của mình lên phía góc này cho anh em dễ thấy. Đây, đó là phía bên cuối này, là bên cuối này này. Đấy, anh em có thể thấy con chuột của mình đây. Cái nút màu đen đây, đây là cái biểu tượng download đây, download đấy. Thì các bạn hãy bấm vào đây. Bắt đầu là các bạn chưa tải về thì nó có hiện chữ build này, là mua này nha anh em, hiện chữ mua này. Đấy, cái này là miễn phí nên mình bấm vào đây. Nhưng mà bấm vào đây xong nó hiện lên cái mục này, xong mình bấm một lần nữa. Đây, mình bấm thử cho các bạn xem. Đó, đây là cây, bấm ok để download tool, nhấn cancel để hủy. Ok, mình bấm vào ok thì nó đã tải về nha anh em. Của mình hiện tại nó đã tải về đấy, tải về ở thư mục, mình sẽ mở lên cho các bạn thấy. Đây, sau khi các bạn đã tải về thì nó hiển thị ở cái thư mục này nha anh em. Đây, mang tên reset review mountain YouTube. Đấy, có nghĩa là reset kiếm tiền, mình nói tiếng Việt là reset kiếm tiền. Ok, mình sẽ giải nén ở tại đây luôn. Sau khi giải nén, các bạn được một cái thư mục mang tên tương tự. Ok, đó, đây cái thư mục này. Đấy, chính xác là mình để nguyên tại đây nha anh em. Mình để nguyên tại đây. Và sau đó mình tiếp tục quay trở lại trình duyệt. Đây, đây là kênh của thằng bạn mình đây. Đấy, kênh mình đang cần reset kiếm tiền. Ok, mình sẽ bấm vào. Tiếp theo là mình sẽ bấm vào cái dấu ba chấm này, tùy chỉnh và điều khiển Google Chrome. Đó, ok, mình sẽ bấm vào mục công cụ khác này. Các bạn để ý nha, mục công cụ khác. Đấy, bấm vào ba chấm này, xuống mục công cụ khác, mình sẽ phóng to lên cho anh em thấy. Đây, mình sẽ phóng to lên cho anh em thấy. Ok, đây, bấm vào công cụ khác, bấm vào mục tiện ích mở rộng. Đấy, anh em chịu khó để ý nha, tiện ích mở rộng. Ok, nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Cái này là gọi là những tiện ích mình đã cài cho Chrome nha anh em. Mình bấm vào cái nút chế độ dành cho nhà phát triển. Ok, đó, nó đã hiện lên, nó đã hiện lên ở đây. Đấy, và sau đó mình quay lại cái thư mục mà mình đã giải nén. Đây, mình quay lại cái thư mục reset review mountain là reset kiếm tiền. Mình cầm thư mục này, mình kéo hẳn vào cho nó, mình kéo vào cái bảng này. Đây, các bạn có thể thấy thả để cài đặt nha. Mình thực hiện lại này, mình thực hiện lại cho anh em thấy này. Đây, mình thực hiện lại cho anh em thấy. Đây, cái mục mà mình vừa giải nén xong này nhá, là reset kiếm tiền. Mục reset kiếm tiền này mình kéo vào mục Chrome, kéo mình thả tại cái mà khu vực tiện ích mình đã cài đây. Mình đang cài, mình bấm vào, mình thả được cài. Đó, là nó đã cài được rồi nha anh em. Nó đã cài rồi này. Anh em có thể thấy nó đã cài thành công.
nó cài trong vòng một nốt nhạc, nói chung là chỉ một nốt nhạc mà thôi. Ok, sau khi mình đã tải và cài đặt thành công cái mục mà reset kiếm tiền này nha anh em, mục này mục reset kiếm tiền đây. Đây, reset kiếm tiền của đấy, cái này là tiện ích của reset kiếm tiền. Bắt đầu các bạn mở lên thì nó cái này mục này nó tắt này. Đấy là nó không cho mình cài. Đấy, chế độ dành cho nhà phát triển thì mình bật cái này lên để nó cài. Đó, sau đó mình đã cài xong thì ở trên góc bên phải phía trên này nó có cái tên, cái biểu tượng của cái tiện ích mình vừa cài đây, các bạn bấm vào đây. Thì nó vui lòng nhập cây để sử dụng tool. Ok, cây thì lấy ở đâu? Anh em để phần này là phần cây. Cây lấy đâu thì quay lại cái trang mà mình vừa tải nó về. Đây, quay lại đây và mình sẽ bấm vào cái mục download này nha anh em. Cái mục có mục tên download, mình bấm một bấm kích chuột trái phát. Nó hiện lên, đây là cây. Bấm ok để download tool thì download thì mình download rồi. Bây giờ mình copy cây, bấm Ctrl C này. Đấy, copy và mình sẽ dán vào tiện ích này. Tiện ích đâu rồi? Đây. Mình sẽ dán nó vào đây. Đấy. Đây mình bấm lại tiện ích đây. Đây là nhập cây thì mình sẽ dán vào cây này. Đó, bấm kiểm tra. Rồi ok, bạn đã sử dụng, có thể sử dụng tool này. Ok. Thì đến đây thì cơ bản mình đã hoàn thành được cái mà cài đặt cái tiện ích dành cho YouTube. Đấy, ok, các bạn có thể thấy chưa? Sau khi mình cài đặt tiện ích reset kiếm tiền và mình bấm vào sử dụng và nhập cây thì cái mục này, đây các bạn có thể thấy cái mục reset kênh kiếm tiền của bạn đây đã được có cái nút này reset strip, có nghĩa là reset lại cái đơn kiếm tiền. Ok, reset thì mình sẽ bấm vào cái nút reset này anh em. Đây, các bạn không tin các bạn có thể quay lại đây, mình sẽ sử dụng một cái trình duyệt khác để mình mở lên cho các bạn thấy. Đây, ban đầu thì nó không có nha anh em, ban đầu thì nó không có cái mục màu xanh, mục reset này. Nhưng mà sau khi mình đã, đây, sau khi mình đã tải và cài đặt xong cái tiện ích này, nó đã hiện lên và mình sẽ tiếp tục bấm vào nút này, reset. Đang đợi. Ok, mình đã hoàn thành cái mục gọi là reset kiếm tiền nha anh em. Đây, và nó trở lại cái bước đầu tiên cho anh em đọc và đồng ý và chương trình đối tác YouTube đăng ký Google AdSense đặt tùy chọn kiếm tiền. Ok, và tới đây mình đã reset được cái bước đầu tiên để mình gửi đơn kiếm tiền. Ok, thì tới đây thì các bạn hãy vui vẻ lên đây vì mình sẽ bấm vào bắt đầu ấy để mình đăng ký làm lại một cái kênh, mình làm lại một cái đơn kiếm tiền khác. Hy vọng là nó sẽ xét duyệt nhanh hơn. Nếu như không được thì mình phải làm lại tiếp tục nữa thôi. Đợi lâu quá mình không được, mình làm tiếp tục lại. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Chúc các bạn thành công. Và chúc anh em, toàn thể anh em YouTube có một buổi tối, có một ngày thật là vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À, quên. Nếu thấy hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn.